trong một cuộc tái đấu của trận chung kết World Cup gần nhất, Pháp và Argentina sẽ tranh tài để giành quyền vào bán kết Thế vận hội Paris 2024. Màn so tài giữa đội tuyển U23 Pháp và U23 Argentina diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 8 giờ Việt Nam. U23 Pháp và U23 Argentina hai ông lớn liên lục địa sẽ đối đầu tại sân Matmut Atlantic ở Bordeaux và đội chiến thắng sẽ có cơ hội đối đầu với một trong hai đội, Ai Cập hoặc Paraguay, trong trận bán kết mà họ có khả năng giành chiến thắng. Huấn luyện viên Henry của Pháp không ngạc nhiên khi không ngần ngại thực hiện một số thay đổi trong trận đấu vào thứ ba với New Zealand, nơi những sao trẻ đang được săn đón như Dow và Kalimuendo đã có mặt trong đội hình xuất phát để chứng minh sự lựa chọn của họ là chính xác. Tuy nhiên, không ai trong số họ nên kỳ vọng sẽ giữ vị trí của mình ở trận tứ kết, nơi đội trưởng Alexander G. Lacazette và tân binh của Bayern Munich Michael oli dự kiến sẽ trở lại cùng với tiền đạo Crystal Palas Mateta trong hàng công. Tại hàng phòng ngự, lô BADE, Adrian Chaffer và thủ môn trẻ Giom Ristes sẽ mang đến sức trẻ cho hàng phòng ngự. Trong đó, Ristes sẽ thay thế đồng đội 21 tuổi Obed Encambadio làm cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự, nhưng vẫn chưa rõ Enzo Mulot có đủ sức khỏe sau chấn thương trong buổi tập hay không. Về tình hình của Argentina, Javier Mascherano sẽ làm việc với nhóm cầu thủ giống như trong chiến thắng trước Ukraine, nơi Lucas Beltran đã đủ khỏe để vào sân trong hiệp 2 sau khi bị thay ra sớm trong trận thắng trước Iraq. Beltran đã vào sân thay Julian Alvarez trong giai đoạn cuối của trận đấu hôm thứ Ba. Nhưng giờ anh sẽ tiếp tục cặp đôi cùng với cầu thủ của Manchester City từ tiếng còi khai cuộc khi Mascherano giữ nguyên công thức 4-4-2 của mình. Echeverry chỉ mất 10 phút để tạo ảnh hưởng trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Nhưng cầu thủ 18 tuổi này có thể sẽ chỉ được vào sân dự bị thêm lần nữa khi Giuliano Simeone và Almada tiếp tục đảm nhận các vị trí cánh. Sống đúng với sự kỳ vọng và hơn thế nữa trong giai đoạn vòng bảng. Đội chủ nhà Olympic Pháp đã bắt trước Nhật Bản khi là một trong hai đội duy nhất thắng cả ba trận vòng bảng trong môn bóng đá nam, ghi được bảy bàn thắng và giữ sạch lưới ba trận. Đội quân không thể bị ngăn cản của Thierry Henry đã đặt dấu ấn sớm ở bảng A với chiến thắng 3-0 trước đội Mỹ. Mặc dù họ phải chờ đến hiệp 2 để ghi cả 3 bàn thắng, một câu chuyện lặp lại khi nỗ lực của Kylian Sildulia ở phút 75 đã đánh bại Guinea. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng của bảng vào thứ ba với New Zealand, Jean Philippe Mateta đã phá vỡ thế bế tắc của Pháp trong hiệp 1. Trước khi đi Sire Dow và Arnold Calimuendo cũng ghi bàn sau giờ nghỉ cho những chuyên gia hiệp 2 của Henry, giúp họ đứng đầu bảng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Một trận tứ kết Olympic bóng đá nam đầu tiên kể từ thế vận hội Atlanta 1996 giờ đang chờ đợi Bleus. Đội phải quay lại 40 năm trước để tìm lần cuối cùng họ thắng một trận đấu loại Olympic khi họ giành huy chương vàng đầu tiên và duy nhất của mình trong giải đấu này. Các trận tứ kết thường là một nỗi đau đối với đội chủ nhà Olympic hiện tại khi họ đã thua 5 trong 6 trận đấu Nam gần nhất ở giai đoạn này. Nhưng chuỗi trận bất bại của họ hiện đã kéo dài lên tới 9 trận kể từ khi họ kết thúc Thế vận hội Tokyo 2020 với thất bại 4-0 trước Nhật Bản. Nhanh chóng xóa bỏ ký ức về thất bại đau đớn và khó chịu trước ma dốc trong trận mở màn giải đấu. Argentina không gặp vấn đề gì khi đánh bại Iraq và Ukraine để chen chân vào vị trí thứ hai ở bảng B sau đối thủ châu Phi của họ. Thiago Almada đã thu hút nhiều sự chú ý trước giải đấu và nhà vô địch World Cup đầu tiên từ MLS đã thể hiện tốt trong cả hai trận đấu, ghi bàn mở tỷ số trong cả hai lần, trong khi Claudio Echeverry sắp chuyển đến Manchester City đã ấn định chiến thắng 2-0 trước Ukraine vào phút bù giờ. Khi ngang bằng với Mazok về điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và số bàn thua. Thất bại gây tranh cãi của Argentina trước Atlas Lions đã buộc họ phải chấp nhận vị trí thứ hai do điểm số đối đầu, mặc dù thời kỳ khô hạn Olympic ngắn ngủi của họ hiện đã là quá khứ. Thực tế, Argentina giờ đã tiến vào vòng đấu loại trực tiếp lần đầu tiên kể từ lần giành huy chương vàng gần nhất vào năm 2008. Sau khi không vượt qua vòng bảng ở các kỳ thế vận hội 2016 và 2021 và chỉ có một trong năm trận tứ kết trước đó của họ kết thúc bằng thất bại. Thất bại duy nhất đó là trước Brazil vào năm 1988, nhưng trong khi đội tuyển Pháp và Argentina đã có một trận đấu không thể quên ở Qatar cách đây một năm rưỡi. Cuộc gặp gỡ vào thứ Sáu sẽ là lần đầu tiên họ đối đầu trong môn bóng đá Olympic Nam. Trong khi Pháp có lợi thế nghỉ ngơi một số ngôi sao hàng đầu của họ giữa tuần, những cái tên nổi bật của Argentina không được hưởng sự nghỉ ngơi đó do tình trạng bất ổn của bảng đấu của họ và sự mệt mỏi có thể là điều dễ nhận thấy ở đội bóng Nam Mỹ này một trận đấu kịch tính có thể được mong đợi nơi đội quân của henry có thể mất đi thành tích phòng ngự hoàn hảo của họ nhưng đội chủ nhà vẫn được ủng hộ để tiến vào bán kết